Rồi chúng ta mang cái đầu qua nè, đúng chưa? Đoạn cái giữa nè. Rồi sau đó thì vẫn đang quay phim lại ha. Rồi cái nơ nè, ở đây nha. Rồi tới phiên là cái mắt á, cái này chúng ta bố trí rộng rộng cho dễ làm nè. Cái ổ C này nè nó đầy rồi, ổ C nè nó chỉ có một ổ thôi, thì cắt ra một ổ khác, nhưng mà nó cũng cắt tối đa chỉ có một ghi thôi, một chín chín tám một ghi thôi. Nó phải trường đâu, ổ này nó phải trường một khoảng nào để nó À, chứa dữ liệu à, cho nên tương là lai của tại nó. vì thầy có để bài tập lúc đây ở đây nè đó, thì để đây nhưng mà do ổ C nó ít quá cho nên là làm bài tập nó bị stress, nó Dạ, không cho em biết làm. rồi. Dạ. Bây giờ em tìm cách em tăng dung lượng sau sau buổi này đi, mai Sau mốt sau gì buổi đi. này tăng dung lượng cái ổ C cho thầy đúng không? Tức là em tăng dung lượng ổ C lên cho thầy, Dạ tăng rồi. lắp từ ổ cứng nữa hay là Rồi, thăng ổ em C hiểu lên rồi. chứ nó ít quá. Cái này sao lại Rồi, em có hiểu rồi. giáo viên mấy giáo viên khác á, xem nè, người ta cũng để này, tới một ghi 65, rồi giáo viên FC Tân Tân Trinh người ta cũng để này mà tới cũng Dạ rồi. ghi, thầy không thể cắt qua đây được luôn Dạ, á. em hiểu rồi, nó không cho khách đâu thầy. Bữa À, bữa để khác em bảo tăng với lên thầy nha. khách thôi. À, Dạ. đúng nha. Rồi. Rồi kế tiếp là mắt nha, mang qua đây. Rồi rồi sau đó cái này nè, nhờ cái auto select á cho nên chúng ta kéo một cái là nó có liền rồi, thấy chưa, ghép vô nè ở giữa nè, thấy chưa. Đó bây giờ nè, cái tròng với lại cái này là hai này là một, nó thuộc laser đen nè và mắt nè, thì chúng ta control những hai laser này luôn, những hai laser này luôn, rồi những alt copy qua nè, có cả hai, hiểu không, cho nó nhanh khỏi phải kéo mấy lần nha. Đó rồi tiếp theo là mình có thể khi mình di chuyển á, mình có thể dùng phím mũi tên cũng được, dùng phím mũi tên á, những control chọn hai laser này như phím mũi tên á cho nó sát vào cho giống cái đề này, rồi tới khi cái mũi đỡ qua à, cái mũi đó, xong rồi tới khi cái miệng đó. Miệng to quá, nếu mà muốn cho cái miệng nó nhỏ lại á, ta nhấn control T, những cửa trên T thì có 8 cái nút xung quanh đó, cho nên những cho nó kéo nha, thì kéo cái này là chúng ta nếu mà ở cái này cửa trên T trên đây nó có một cái nút là cái mắt xích, cái mắt xích này á, là push và hay, nếu mà nó đã bấm vô như thế này á là nó liên kết, thì chúng ta chỉ việc dùng chuột kéo thôi là nó đều, hai trục nó sẽ đều nhau, enter là xong. Còn nếu mà Ctrl T, nếu mà cái này được mở ra đó thì muốn chỉnh đều á, chúng ta phải nhấn Shift. Nếu không là nó bị cái này nè. Ủa, cái này thả ra. Ủa, cái này sẽ kỳ vậy ta. À, nếu có nghĩa là nếu mà chúng ta kéo á, mà nó đã đều rồi thì thôi. Còn không đều thì phải nhấn Shift nha. Nhấn Shift. Còn nếu muốn nó đang đều, muốn không đều thì nhấn Shift á, này thì nó sẽ không đều á. Hiểu không? Nó sẽ không đều. Rồi. Như thế này kéo cái này này đó, cái miệng với cái này nè, cái đèn với cái mắt nè, đó di chuyển qua lại được. Rồi cái phiên là cái lông mày, cái chân mày kéo qua này, rồi cái nhấn Alt copy qua, Alt Shift copy qua bên đây, rồi Ctrl T chuột phải chọn flip horizontal, lật theo chiều ngang, nó lật ngược lại á, enter rồi mình sẽ dời nó vô đó, làm hai hai cái chân mày ha. Rồi cái tay là cái này nè, ghé vào đây rồi Ctrl T ha, xoay ha, Ctrl T nè, sau đó mình đưa chuột ra bên ngoài mình xoay, sẽ nhấn shift cho nó lật như thế này, rồi enter, rồi đưa cái này xuống dưới, thì cái laser tay này nè kéo xuống dưới cái phần đầu là được, kéo xuống dưới cái đầu á, kéo xuống dưới cái đầu nè, ở đây chúng ta có thể đứng ở cái chế độ cho nó nhỏ nhỏ thôi, nó lớn quá. Đó, nó nhỏ nhỏ thế này thôi nè, đó cái tay này dưới cái đầu sẽ xếp như vậy đó, rồi những Alt copy sang bên kia, Ctrl T chuột phải flip horizontal enter, đó là hai cái tay hai bên nha. Và cái mũ là cái này,
cái mũ này nè, cái nón là phải lên trên cái đầu mới được. Đó, để cái đây, để đây đó, và cực trên tê cho nó nghiêng chút xíu đó. Rồi sau đó làm xong tới đây đi, thầy sẽ chỉ cách cắt cắt cho nó tròn thế này nè. Cắt xong bây giờ cứ kéo ráp như vậy xong rồi đã, rồi sau đó thầy hướng dẫn tiếp nha. Rồi thầy trải máy nè, xin mời đứa mình làm xong thành xong thằng đó.